Hello bạn cũng như hello cả nhà nha. Thì hôm nay bạn hỏi mình là đắp mặt nạ xong thì có rửa lại với nước không? Thì cái câu hỏi này Mai đã nhận được rất nhiều và ngày hôm nay Mai sẽ chia sẻ trên video clip. Cái này là quan điểm cá nhân nha. Thì hầu như các chuyên gia đều sẽ khuyên là đắp mặt nạ xong bạn nên đi rửa lại với nước để cho các tinh chất dư thừa nó được trôi đi. Nhưng mà sẽ có những loại mặt nạ sau khi mà mình đắp xong rồi á, da của mình nó đã đủ ẩm, nó không bị dư thừa thì mình có thể sử dụng tiếp các bước serum và kem dưỡng. Và tùy vào tình trạng da của từng người mà mình có nên rửa lại hay không. Ví dụ như mà bạn đắp xong đúng không, mà bạn cảm thấy là da rất là dày, tinh chất rất là nhiều, rất là bí tắc á, thì bạn nên đi rửa lại với nước. Còn nếu mà bạn đã cảm thấy nó đủ ẩm với mình, nó đã thấm hoàn toàn rồi thì bạn có thể sử dụng những cái loại bước tiếp theo. Ok, mà sẽ ví dụ cho mọi người coi nha. Gỡ mặt nạ ra, massage đều đúng không? Và không cần rửa lại với nước. Sẽ có những cái loại mặt nạ nó bảo là mình là không cần rửa lại. Cứ thế mà xài tiếp các bước tiếp theo. Và đối với lại tùy tình trạng da, ví dụ như da dầu mụn á, thì các bạn nên rửa mặt sau khi đắp mặt nạ xong để giảm các tình trạng bí bách nó sẽ gây lên mụn nè. Và hầu hết á, các nhà sản xuất sẽ ghi rõ mask của họ là có rửa lại với nước hay không hoặc là không cần rửa lại. Cho nên rửa lại hay không rửa lại là tùy vào tình trạng da và tùy vào loại mask nha mọi người.